Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với netone.vn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo tài khoản Netflix miễn phí. Miễn phí 100% và các bạn sẽ không mất phí gì hết nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ qua về Netflix này. Đây là mình chỉ lấy ví dụ về Netflix du lịch này. Để hạ lòng ạ. Để chặn lòng. Đấy, các bạn thấy Netflix có đẹp mắt không? Đẹp mắt và chuyên nghiệp và rất uy tín đúng không? Đấy, nêu hết rõ là đặc điểm của nó. Đấy, kích cầu khách hàng, các bạn có thể đưa feedback của khách hàng vào trên landing page của các bạn luôn. Khách hàng sẽ thường sẽ khi các bạn tạo landing page là các bạn chỉ tạo ra một trang về cái một mặt hàng mà các bạn đang muốn bán mà thôi. Các bạn không nên tạo ra nhiều mặt hàng sẽ gây nhiễu loạn thông tin của khách hàng. Thì bây giờ mình bắt tay vào tạo tài khoản liên kết miễn phí nha. Đây. Đây là link tạo tài khoản liên kết miễn phí. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần ấn vào link là ra sẽ ra giao diện giống mình nha. Đây. Bạn thấy rồi để tạo ra nhiều chuyển đổi hơn với cùng mức chi tiêu quảng cáo. Đây. Có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ 1 đồng anh em bỏ ra thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó. Đây nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đăng nhập thôi. Chúng ta bắt đầu các bạn ấn nút vào ô đăng ký miễn phí đây. Đấy. Sau khi các bạn ấn vào ô đăng ký miễn phí sẽ có ra giao diện như thế này. Đây. Chúng ta có nhiều hình thức đăng ký. Một là đăng ký qua Facebook. Hay là đăng ký qua Google Ads. Hoặc là nếu các bạn không muốn đăng ký một trong hai thì các bạn có thể điền thông tin của các bạn ở trên đây. Nếu các bạn có tài khoản rồi thì các bạn chỉ cần ấn và đăng nhập thôi nhé. Đây mình sẽ hướng dẫn cách tạo và đăng ký Facebook trước. Đây các bạn chỉ cần rút vào Facebook. Đó. Còn đây là các bạn sau khi các bạn nhập số điện thoại này và mật khẩu Facebook của các bạn thì Lenny sẽ nhận thông tin. Thế này mình Facebook của mình hiện tại thì đang bị vô hiệu hóa rồi. Nên mình chưa thể hướng dẫn được anh em đăng ký trên Facebook. Mình sẽ hướng dẫn trước anh em đăng ký trên Google nha. Facebook của mình đang bị lỗi. Đây, anh em cấn vào Google. Google bên đăng ký Google cũng tương tự như bên Facebook thôi. Đây, anh em ấn vào mail này. Anh em chọn, ví dụ các bạn có nhiều mail. Các bạn chỉ cần ấn vào chọn nhiều mail như thế là được. Đây là anh em mình nhấn vào mail nhé. Mail đây là mail mình đã chọn thì mình phải chọn là họ tên này, mật khẩu này, đó, số điện thoại của các bạn này, đó, họ tên các bạn muốn chọn họ tên gì, email thì các bạn vừa ấn rồi các bạn không cần thay đổi, mật khẩu, số điện thoại và hoàn tất đăng ký. Đây. Còn nếu mà các bạn muốn đăng ký, đây là cái giao diện này, là giao diện khi bạn đã có tài khoản rồi, bạn chỉ cần đăng nhập là sẽ ra. Đây. Nếu mà bạn muốn đăng ký lại từ đầu mới tay mà không muốn sử dụng đến Facebook của các bạn hoặc tin Google Ads của các bạn, lấy hết thông tin của các bạn như thế này, thì các bạn cứ vào đây, các bạn nhập tên này, email này. Đấy. Mật khẩu nha, đây mèo này, số điện thoại này và tôi không phải người máy này đăng ký. Sau khi các bạn ấn vào đăng ký rồi thì sẽ ra ngay một
ra ngay một giao diện đầu tiên này luôn. Đây nha. Đây là giao diện mà các bạn khi các bạn đã đăng ký xong. Đấy. Bạn nhìn thấy không? Đấy. Thế nào mình đã giới thiệu xong các bạn cách đăng ký tài khoản rồi đó. Đây. Thế ở video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tạo landing page. Cách tạo và thiết kế landing page ở giao diện mẫu này. Đây. Giao diện mẫu và sử dụng trang trắng là trang trắng, ví dụ mình sẽ sử dụng theo cái ý thích của mình, các bạn thích sáng tạo theo cái landing page riêng biệt của các bạn đều được đó, và tải file landing page từ máy tính nha. Hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.